Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận hai ca bệnh nhiễm trùng hoại tử da nặng có dấu hiệu suy đa tạng sau khi tự ý sử dụng thuốc nam để điều trị bệnh. Các bệnh đầu tiên là trường hợp bệnh nhân 28 tuổi trú tại trạm Tấu Yên Bái. Trong một lần đi rừng, bị côn trùng đốt làm sưng tấy đùi, bệnh nhân không đi bệnh viện để khám mà lấy thuốc nam đắp. Không lâu sau, vết thương lan rộng gây hoại tử da. Khi đến viện, bệnh nhân đã lơ mơ, xét nghiệm có dấu hiệu suy gan thận. Sau khi được hội trần, giải thích cho người nhà, bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật. Ca bệnh thứ hai, 57 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ. Cách nhập viện một tuần, bệnh nhân có nhọt nhỏ ở vùng nách bên trái. Bệnh nhân có tự ý ở nhà đắp thuốc nam. Từ một chiếc nhọt nhỏ, cả vùng và ngực bên trái của bệnh nhân đã bị viêm tấy, lan tỏa và hoại tử. May mắn cả hai bệnh nhân nói trên đã được chuyển đến bệnh viện kịp thời và được phẫu thuật sớm nên đã tránh khỏi hậu quả đáng tiếc và hiện nay đang dần hồi phục.